Thì mọi người quay lại vào cận 1995 rồi đó sẵn. Cẩn thận vượt qua thì rất là cẩn thận. Vì vậy, mình sẽ rửa sơ một bài hát mà có thể liên quan với thực tại là ngay tầng thể của tóc tiên. Ok. Khó lỡ quá. Xíu thôi, chỉ là ra để giải quyết gì đâu. Video này thì mình thấy từ chúng rất là hay. Nói một cô gái đây, wow, chạy đang gần úc cạnh đồng đất, cạnh thảm sẽ rất nhiều cạnh. Wow, đây mình chỉ đoán đơn thân là chúng ta biết rằng chúng ta được sống ở giây phút hiện tại là điều quý giá. Hãy biết nhầm nó cho dù ngày mai một ngày thân thế thì chúng ta phải vui vẻ và tận hưởng những phút bên nhau, vì thời gian đã trôi qua thì không thể lại được. Trong một tập bản như thế này, với bộ dịch của như thế này, chúng ta càng phải càng chú ý hơn đó. Cho nên thông tin đã đưa vào bài hát rất là hay, cũng như thông điệp muốn gửi đến cho mọi người là hãy là luôn vui vẻ và làm gì mình có thể làm và sống cho hôm nay. Nếu như anh thấy có đến, mọi người có thể tham gia cho thuộc phòng, thậm chí có thể đánh nhau để dành những thứ mà bình thường đối với họ là chẳng là gì. Rồi, tóc tiên như vậy, cô ấy chẳng quan tâm đến việc của anh. Có một buổi tối cùng với người yêu, tận hưởng giây phút cuối cùng, cho dù đó là ngày giản thể chẳng nữa. Và đây cũng là thông điệp mà theo mình nghĩ tóc tiên một đường phai bạc này, mình cũng vậy. Chúng ta phải hãy trong những giá trị thực tại và tâm bốc biển để lòng người bạn biết tôi suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì điều đó là ngay đàn thể, dù bạn làm gì thì kết quả vẫn không thay đổi. Chúng ta chỉ có thể sống để giúp hiện tại mà thôi. Cho nên cứ vui vẻ như nhé, hãy thật cười. Sự đề khả tôi phải giúp về thao có những cái khẩu trang đi gây ai đám đông nhé. Đây là các phòng tận tốt nhất trong dịch này, bảo vệ cho mình cũng như cho mọi người đấy nhé. Thank you. Cảm ơn quý vị đã nghe. Cố lên, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua cơn đại dịch này. Một phần cũng chỉ là vì bạn. Hãy ý thức về sức khỏe của bản thân và nâng cao để giữ cộng đồng. Đó chính là cách bảo vệ tốt nhất, cũng như là cách phòng chống tốt nhất của dịch Covid-19 này. Các bạn.